Đấy, phần nền nhà thì lựa chọn là ốp cái viền là viền màu trắng các bác ạ. Đấy, như ý xì như là được hai chị là Nguyễn Thúy có bảo với cháu Lực này. Còn cái gạch vừa rồi cháu Lực nói cái gạch này các bác này. Cái gạch này thì sẽ để ốp ở cái phần chân tường với phần bên này. Còn còn cái phần màu trắng này thì sẽ để ốp là bạc bàn bếp của bác nhé. Sau này nhà vệ sinh thì nó sẽ có là 2-3 loại gạch này các bác. Xin kính chào quý ông bà cô chú anh chị. Chào mừng quý ông bà cô chú anh chị tiếp tục quay trở lại nội dung mới trên kênh Bản Em. Và một ngày mới xin chúc cả quý ông bà cô chú anh chị thật nhiều niềm vui trong cuộc sống. Thưa các bác, hôm nay cháu Lực lại tiếp tục có mặt ở nhà hai ông cháu của bác ạ. Và hôm nay cháu Lực có mặt ở đây thì sẽ thiếu vắng đi là ông với lại Mạnh. Còn cái lý do tại sao mà ông với lại Mạnh là vắng nhà không ở nhà thì một tí nữa cháu Lực sẽ bật mí và nói cho các bác là biết về sau. Còn hiện tại thì có vẻ như là hôm nay thì mấy anh em thợ đã đi vào và hoàn thiện thêm là cái phần là mặt tiền cô bác ạ. Thời tiết hôm nay thì có vẻ như là khá là nắng nóng, khá là mát dịu cô bác ạ. Nắng thì là vừa rồi đã qua đi rồi. Đấy, bây giờ thì chuẩn bị là đến cái mùa thu rồi. Nhìn những cái tấm tán lá mà trên cây là chuẩn bị là rơi xuống, trông có vẻ như là một cái không khí mà đón một cái mùa thu tới. Công việc của mấy anh em thợ hôm nay thì bây giờ cháu Lực sẽ đi vào và cập nhật cái tiến độ mà công việc của mấy anh em thợ cho tất cả các cô bác anh chị và đặc biệt là Mạnh Thời Quân ở trên kênh là cũng biết. Đây, ở phía trước mặt các bác thì hiện tại là cái phần đất mượn này thì còn để khá là cao. Đây, bây giờ thì sẽ hoàn thiện từng góc cách một cô bác ạ. Lúc đầu mấy anh em thợ là hoàn thiện là phần hết là xung quanh bên ngoài rồi. Đấy, nhưng mà tuy nhiên hiện tại chỗ mấy anh em thợ đang làm ấy thì do là trời mưa kéo dài cái trận báo vừa rồi các bác khá là dài ngày, thành ra là mấy anh em thợ không thể mà đi vào và hoàn thiện được. Thì đến hôm nay mấy anh em thợ mới đi vào và hoàn thiện được ở cái chỗ phần mặt tiền này. Nếu mà sau này mà làm xong đấy các bác nhé, làm xong thì ông tự đi lấy đá về để mà kè như ở phần phía hôm chỗ hôm nọ là ông có kè một chút của bác này. Đấy, ở chỗ này này các bác này, ông có kè ở đây là một chút. Nếu như ông ở nhà là khác, lúc nào mà rảnh rỗi đấy các bác, chỗ nào mà có đá thì ông tự lấy về để mà kè ra hết những cái phần tả ly ở những cái chỗ mà đang đổ cái phần đất này vào thì nhìn trong nó sẽ rộng rãi hơn các bác. Khi mà đang hoàn thiện thì sẽ có khá là nhiều những cái chỗ các bác nhìn nhận ra là còn phải xử lý thêm. Nhưng mà các bác cứ chờ đón xem là từng cái thức phim một là ngôi nhà của hàng cháu sẽ đâu vào đó là hoàn thiện hết. Chú Toán nha, cho anh Phong nha. Sếp nha. Sếp gì anh? Quay là nào hoàn thiện là phần mặt tiền rồi à chú? Cái giáo này có trụ được 3 người không ạ chú ơi? Thoải mái đúng không? Đấy, cái màu tôn của nhà hai ông cháu thì không lựa chọn là giống như cái màu lá cây nữa các bác. Sẽ lựa chọn là giống cái màu là xanh nước biển để hầu như là nó khi mà nhìn vào thì là biết là nhà của hai ông cháu luôn ở dưới này ấy. Tít ra trên đường lớn kia nhìn xuống thì thấy là ngôi nhà hai ông cháu là chỗ này là khá là nổi bật vì một màu nó riêng biệt đấy các bác. Hôm nay là công việc của máy anh thợ là sẽ làm về cái gì chú đoán? Chát và hoàn thiện phần ở bên ngoài đúng không? Nay thì không có ai nghỉ nữa chứ chú? Nay thì có thêm cả Giang, hôm nay không ở nhà Giang nghỉ học à? Mà chú đi không được nghỉ. Hôm nay là thứ 6 rồi chú nhỉ? Vâng, nghỉ từ sáng tối hôm qua về. Vâng. Cái Giang là có ở trong nội chú không? À chú? Có. À thế là cuối tuần là về 2 ngày thôi à? Vâng. Thế còn à? Được về là nó giáo viên nó đi điều tra phục cơ thì được nghỉ từ
6 sáng nay. Thế thường thường như Thịnh với lại là Mạnh ở nhà chú thì đến thứ bảy mới về nhỉ? Vâng. Chiều thứ bảy mới về. Vâng. Tuần này buổi trao phục cường. Vâng. Ba ngày. Đấy là thời gian nghỉ hè vừa rồi thì có các cháu ở lại mà giúp đỡ lấy cỏ, cảm thấy là như ở bây giờ trẻ con đi học hết không thấy vắng vắng đấy chú nhỉ? Đối với lại là những cái bạn ở trên vùng cao đó các bác hầu như là tự lập rất là sớm. Nếu mà nhà nào ở xa đấy là học lớp 1 trở đi như Mạnh. Bây giờ hiện tại các bác này thì đã phải là lên trên trường chính để mà ở rồi. Lên trên trường là hiện tại thì vẫn người ta vẫn gọi là cho ở trong thôi, nhưng mà về những cái quần áo hay là này kia thì là các em là tự giặt chúng hết. Có vẻ như chắc xong là nhìn là những cái ô thoáng này nhìn xong nó đẹp hơn đúng không ạ? Trên này thì sau này là có một cái bóng điện ở trên này này, vẫn chừa lại cái dây điện. Cái điện của nhà ông cháu thì là không có làm nổi đâu các bác, thì sẽ làm chìm. Cái này là làm mà đang làm là công đoạn là gì chú? Nhà. Vâng. Cần dầm. Mà sang cao cường. Vâng. Nước chia với cái cửa mang ấy đúng không? Phải chia những cái phần cửa lớn như này của bác này thì là để hai ô thoáng. Ô thao một thao đây này đi nhưng nữa có hả? Khá là rộng. Bên lái cho nên ra mà thì nó hốc chết kẹt ăn, kẹt to ăn này. Cái phòng thì đang hoàn thiện là chắt ở mặt bên kia. Cầm cửa này thì nó chậm hơn so với lại là mình xoa bình thường ấy chú nhỉ? Ủa cái này lâu lắm, cái này làm như kiểu mình chặt chân đó. Vâng. Chặt từng tí một thôi nhỉ? Ừ. Chặt một lớp vữa khô xong lại một lớp ướt xong lại tiếp tục là một lớp khô nữa chú. Vâng. Cho nó khô nhanh. Vâng. Nó làm cái này lâu lắm. Cầm cửa là chặt cho anh cửa. Vâng. Ông này thì nói cái lý do là ông vắng mặt đấy các bác. Ông thì hiện tại là đang đi họp ở thôn rồi các bác. Chú Toán thì có phải là đi họp ở thôn không? Có chứ. Có à? Mà chú đi sau. Chú đi sau à? Đấy, còn Mạnh thì trong thời gian này thì các bác hầu như là những cái video mà cháu Lực đăng tải lên thì các bác nhìn thấy là Mạnh không có xuất hiện nhiều trên video. Mạnh thì hiện tại là đang thời gian trong đi học ấy, cho nên là dẫn lực cũng xuống thì rất là ít khi là gặp. Thường thường thì vào đến thứ sáu, chiều thứ sáu đến chiều chủ nhật thì mới gặp thôi. Ô thoáng này đợt trước là để chiều cao nó là bao nhiêu chú Toán nhỉ? 10, 15, 12, 13. To có nó không gió bậy gió thổi vào. Vâng. Lá cây như vào nhà. Vâng. Ở trên những cái ngôi nhà vùng cao ấy, thì nó đều bảo là để làm ô thoáng ấy các bác. Là làm ô thoáng là cũng như gọi là làm ít đi thôi, không làm nhiều, tại vì là mấy nhớ đến mùa đông là lúc nào cũng có sương mù nhiều, thành ra là nó thổi vào trong này, trong nhà thì rất là lạnh. Khi mà mình đóng hết cửa thì nó vẫn là lạnh. Có người đến mùa đông là còn dùng cái xốp này để mà bịt hết cái ô thoáng này lại cơ. Còn về phía trong nhà thì ở những cái video trước thì các bác là cũng cũng đã chia sẻ lên rồi. Hiện tại thì mấy anh em thợ đã hoàn thiện là ở trong nhà thì hầu như là ốp là gần xong rồi các bác ạ. Bây giờ là đi vào là còn phải là bỏ dép ra nữa, vì là khi mà mình đi dép vào thì từ ngoài vào nhưng nó sẽ có những cái mảng xi nó bám. Ở đây là cái phòng ngủ của đầu tiên của bác ạ. Đấy, Mạnh thì chưa làm xong thì đã là cái phòng đầu tiên này để mà chọn làm cái phòng ngủ rồi, tại vì là tất nhiên là nhìn cái cửa sổ này các bác này,
nhìn thấy là nhìn thấy ra bên ngoài là có cái mở cửa ra nhìn thấy phong cảnh đẹp hơn đấy. Ngay sau này thì nếu để cho hai ông cháu ấy mua giường thì sẽ lắp là cái phòng này là phòng đầu tiên đấy, coi như là cái phòng ở bên cạnh sẽ là một cái vấn đề khác. Trong nền trong nhà thì hiện tại là có, các bác nhìn thấy nó hơi bồ bộ tại vì là nó có những cái trẻ con ấy, nó nghịch các bác, nó nghịch thì nó hay đi xé những cái tấm xốp này về vứt tam tung thôi, nhưng mà về cái độ xi nó không dính một chút nào, nó khá là chắc chắn rồi, nó khá là sạch sẽ rồi. Phòng bên này thì vừa rồi cho Lưng nói thì có thể là hiện tại là có một bộ giường, một giường cho hai ông cháu thì sẽ để phòng này là phòng ngủ, phòng này thì để sau này ông là làm kho hay là làm hay là ông để đồ đạc gì đấy, đấy để cho ông đấy, sau này nếu mà như Mạnh lớn lên rồi thì có Mạnh lấy vợ hay là như nào ấy thì phòng này thì vẫn sẽ để dùng thôi. Ra bên ngoài thì phần là cái tả ly bên này thì hơi nhìn nó hơi buồn một chút, hơi yếu một chút các bác ạ. Trên này thì hiện tại thì có một cái nguồn nước là dò ra này. Trước kia mà vừa mới bị đâu các bác, lúc mà lên móng thì bắt đầu là lượng mưa nó nhiều quá, thành ra là đến lúc đấy là mới bị ra nhiều thôi, chứ còn là bình thường thì không có. Đấy, sau này thì nếu như bố của Mạnh quay trở lại thì có thể là có thêm một phòng nữa, vì là không có biết được rằng là cái thông tin mà của bố Mạnh hiện tại là bao nhiêu năm nữa thì sẽ trở về lại được, vì là hiện tại Tuấn Đức cũng không có một chút thông tin nào gì đấy, đấy lúc nào mà có cái thông tin gì Tuấn Đức sẽ tiếp tục là cập nhật về cái thông tin bố của Mạnh cho các bác xem, cho các bác là cùng biết. Cũng mong rằng là đi sang bên kia thì bố của Mạnh là cũng làm để mà sau này về thì có còn là có tiền để mà đi về nữa. Đấy, nhưng mà nếu mà bị lừa sang bị lừa đi vào đi vào công ty ma thì chắc chắn là để mà trở về thì nó rất là khó. Những cái này thì sau này là sẽ để đây thêm một cái ổ điện, đúng không? Cái bảng điện đấy, thì máy nướng mấy anh em thợ để điện vào thì sẽ đi vào chắt sau. Những cái chỗ này thì sau này sẽ để dặn ông là thật kỹ càng để không cho ông là dùng cái đinh xong tự dưng đóng vào tường. Đấy, nhưng mà chắc chắn là nhà xây thì ông sẽ không bao giờ dùng đinh nào đóng được các bạn, các bác ạ, vì là đóng không ăn đâu, nó không ở. Để bàn thái thì các chú cũng đã lên cái phần khung nó hết rồi các bác. Và những cái chỗ này thì hiện tại gạch cái gạch phần này thì các bác này, gạch phần này thì hiện tại là đang hết rồi, cho nên là lấy thêm với lại mấy em thợ là hoàn thiện đổ bàn xong mỗi cái thì mới đi vào và ép, chứ không là sau này nó dính lắm. Trong nhà vệ sinh xem mấy em thợ đã hoàn thiện cái gì chưa. Trong ngôi nhà vệ sinh thì vẫn thế của bác, vẫn chưa đi vào và hoàn thiện là cái gì cả, vấn đề một vấn đề còn khô. Nhà vệ sinh này chú định hoàn thiện ở bên ngoài xong thì mới hoàn thiện ở nhà vệ sinh hả chú? Vâng. Nhà vệ sinh làm sau cùng. Vâng. Cái giai đoạn là đến lúc mà cầm cửa như này là phải tỉ mỉ chú nhỉ? Vâng. Từng chút một. Đấy là các chú là đắp vứa lên là đắp từng chút một thôi. Giang thì ở đây là chuyên gia là dùng rẻ lâu nhà. À. Một mình khác lâu luôn à? Cho chú Giang ăn kẹo, cho Giang hai con kẹo này. Chú Toán rảnh tay không làm viên kẹo này? Ok. Cô này. Là một con nhai chơi cô nhỉ, cho đỡ buồn mồm. Làm này nếu mà làm trộn vứa mà sai cái gì chú Toán có dám nói không? Không em nói hả? Nói về nhà là đóng cửa luôn đấy nhở. Đây cho chị con kẹo này. Nói là tối về nhà cho ngủ gồm giường đấy.
Anh Phong thì tay rảnh không? Thôi tay anh không rảnh. Rồi. Chỗ này ông tự kè xong nhìn nó cũng rộng rãi hơn hẳn nè. Hôm nay mà kè ra phía bên kia thì chắc chắn hơn nè. Anh kinh phí nhà của hai ông cháu thì có tới đâu là thế, làm tới đấy hết cho hai ông. À, cho ông với lại là Mạnh. Để cho ông với Mạnh là sau này là yên tâm là ở chỗ này không cần phải làm thêm cái gì nữa. Ở đây thì các bác Mạnh thường quân thì chỉ giúp đỡ cho một lần thôi. Để mà giúp đỡ lần thứ hai thì nó rất là khó. Sau này thì nếu như mà ông cháu hoàn thiện thêm cái nhà này xong ấy, để cho ông là ở nhà có việc để làm ấy, cho ông thêm, giúp đỡ cho ông thêm là vài con lợn hay là vài con dê hay là vài con gà nữa thì cái đấy thì cũng là một cái phần mà đối với ông là giúp đỡ với ông và phần kinh tế của bác. Như ông thì bây giờ nếu mà để cho ông đi buôn bán, mở tạp hóa cho ông những cái điều đấy thì ông chắc chắn là ông làm rất là khó các bác. Không khéo lại còn làm lại còn không thấy lái đâu mà còn thấy lố nữa. Còn về nếu mà để ông chăn thả lợn gà nuôi gia súc gia cầm ấy thì cái việc đấy ông lại làm giỏi hơn các bác. Vì là từ trước đến giờ là ông là tiếp xúc với cái việc đấy thì nó quá là lâu rồi. Có thể là từ những lúc mà ông còn nhỏ bằng tuổi Mạnh chẳng hạn, ông đã biết đi là đi chăn trâu này, đi chăn lợn này. Nhưng đối với lại là không chỉ riêng ông Sò cả mà ở trên vùng cao này các bác thì đều là nếu mà như để là nguồn thu nhập chính ấy, thì hoàn toàn là nhờ những cái đồng ruộng này, dòng nương thôi. Kể cả như ở nhà giáo lực cũng thế, bố mẹ giáo lực thì cũng là một nghề ruộng các bác. Cả gia đình là chỉ có là về những cái thửa ruộng để mà nếu mà quyết định là đủ là ăn đủ năm hay không, đấy là do là cái thời gian mà mình chăm sóc này đấy, cũng như là cái lượng mà mình bón phân nặng phân lân thì nó có đều đặn không đấy. Như ông thì ở đây là do là ruộng của nhà ông thì nếu mà để chỗ này ấy, hai ông cháu là đủ gọi là ăn thì là một năm thì vẫn đủ ăn rồi đấy. Nhưng mà tuy nhiên là ông là còn không có cho phân gì cả, cho mỗi là phân trâu thôi, cho nên là cái chất dinh dưỡng của cái cây lúa này nó không có được được tốt, thành ra là nó ra bông, nó ra hạt thóc rất là ít. Đấy, các cô thì chuộn vứa ấy. Những lúc mà đủ vứa thì có thể là được nghỉ ngơi một chút. Còn chú Phong với lại anh Phong với lại là chú Toán thì miệt mài. Này chắc là các chị với các cô là chắc là chỉ ở nhà nhiều đó nhỉ, chứ không theo chú theo anh với là làm công trình nhiều đó anh nhỉ. Vợ anh à, chỉ có những công trình ở gần à. Bây giờ đi tận tới Hà Nội hay là tận tới Phú Thọ hay là Vĩnh Phúc thì chỉ có một mình là người đàn ông đi thôi các bác. Có vẻ như sao nhìn thấy có hạt mưa xuống rồi ấy nhở. Ra phía bên này thì nhìn bầu trời này các bác này khá là tối nhá. Nhưng mà còn nào quay ra bên này thì nhìn bầu trời trong xanh này. Mỗi biển là mỗi bên là như kiểu là một cái bầu trời khác nhau vậy. Ông ấy đến tầm mấy giờ là về anh có biết không anh Thảo? Tầm 4-5 giờ ông ấy. Tầm 4-5 giờ mới về à? Chắc là lúc đấy là cả Mạnh là mới về nữa cô bác ạ. Cái đội thợ của chú Quán với lại anh Phòng thì làm tới đâu là hầu như là
dọn dẹp cái đấy đâu cô bác, không có cái gì để mà sau này khi mà hoàn thiện cho hai ông cháu không phải là dọn dẹp nhiều quá. Và những cái nơi mà các anh chắt đi qua đâu cô bác nhé, là đều dùng cái bạt để mà khỏe phủ lại, tận dụng lại những cái phần vướng này bị rơi này. Cái này mà ví dụ như mà nếu mà đi vào mà cái này mà không có được phủ bạt đấy các bác thì phải nói là tốn rất là nhiều vữa, không gì gọi là có chất lực ở đây thì các chú mới phủ đâu các bác nhé, kể cả không có cháu ở đây thì các chú mới phủ. Thường thường là đi xuống thì không bao giờ gọi là điện cho các chú và là chuẩn bị xuống như nào cả, lúc nào cũng được ngồi xuống, được ngồi xuống, nên ra là lần nào xuống thì cũng thấy là các chú là đều là rất là tận tâm với lại công việc. Tôi mặc dù là sẽ có thêm là nhiều cái thì mấy anh thợ là vẫn còn là chưa biết, kể cả cháu Lực cả các bác, nếu mà để làm nhà này thì cháu Lực là rất là gọi như là không có biết bằng các chú đâu. Đấy, nhưng mà cái nào mà nó mà bị sai sót chỗ nào thì các bác cô chú anh chị mạnh thường quân thì nhắc nhở để mà đi vào và sửa lại thêm. Đấy, các bác thì hầu như là các bác khán giả thì đều là khán giả lớn tuổi rồi, và các bác thì trải qua là rất là nhiều những cái thăng trầm của cuộc sống và rất là nhiều công việc. Có những các bác thì đã có trên tay, đã có ở trên đôi tay đó, ít nhất nó phải tầm độ 4-5 nghìn, là 4-5 cái nghề rồi. Đấy, bản thân cháu Lực thì mới đi vào và thực hiện cái chương trình là thiện nguyện. Ngôi nhà này thì cũng là cái ngôi nhà thứ ba thực hiện thôi, cho nên là có những cái thì chắc chắn là sẽ không có am hiểu gì đấy. Đấy, nhưng mà nó cũng thì khi mà các bác góp ý kiến các bác thì các bác cũng phải nghĩ được rằng là các bác cũng phải như rằng là ở dưới xuôi thì nó là một cái hình thức khác, còn ở trên vùng núi thì nó lại là một hình thức khác. Trên vùng núi mình phải áp dụng là làm như thế nào để nó thuận tiện với lại là gia đình. Bây giờ mà có cái tiền, nếu mà có tiền quý mà nhiều ấy, mà làm hết cái số tiền đấy thì thật sự ra nó rất là nhiều, nhà nó rất là rộng. Nhưng mà cũng phải là căn chỉnh để cho làm sao mà cho hai ông cháu ở một cái ngôi nhà mà nó vừa đủ kích thước thôi. Ở rộng quá thì mình cũng sử dụng chẳng hết đâu. Còn nếu mà như mà tiền đi vào những ngôi nhà làm ấy, tiền quý nào còn dư thì đi vào và thực hiện thêm cái khác. Nhà cửa thì đây có sẵn rồi, hầu như là những hoàn cảnh nào đấy cũng không phải là lo một chút gì cả, kể cả những cái mà từng những cái viên gạch hay là vận chuyển như này thiếu thì không phải lo đấy. Nhưng mà khi mà mình làm xong ấy thì mình nhận lại được là một cái tình cảm của những hoàn cảnh nó dành cho, thì nó lúc đấy là mình cảm giác như là nó giúp rất là xứng đáng các bác. Nhưng những hoàn cảnh khác thì cháu Lực cũng không tiện là nói cả các bác ạ. Đấy, nhưng mà thực sự ra đôi lúc đi gặp ấy, gặp ở ngoài ấy, có thể là gắn bó là ít nhất là 1 năm rồi, nhưng mà gặp ở ngoài lại như một người xa lạ. Cháu Lực thì lớn hơn các em thì cháu Lực cũng không chấp cả, nhưng mà điều đấy thì dạy bảo các em rất là nhiều lần rồi, thành ra là khi mà mình dạy nhiều quá các em lại coi như là để ngoài tai ấy, cứ nói tay này xong lại thủng tay kia là đi hết thôi. Như kể cả cháu Lực với lại Mạnh Thường Quân cả. Thật sự ra thì Mạnh Thường Quân thì cũng chỉ có theo dõi cháu Lực ở trên kênh thôi. Đấy. Thì cũng không phải là anh em ruột thịt gì cả. Các bác thương thì các bác giúp đỡ, còn các bác không thương thì các bác bỏ đi thì cũng không có ảnh hưởng gì tới các bác cả. Đấy, nhưng mà trong cái thời gian tới thì sẽ rất là mong các bác dành tình cảm yêu quý tới cháu Lực là nhiều hơn. Hay là các bác thấy những hoàn cảnh nào mà xứng đáng ấy, các bác nhé, thấy hoàn cảnh nào mà xứng đáng thì các bác gửi những cái tấm lòng vàng của các bác, gửi những cái tình yêu thương của các bác. Đây, cháu Lực chỉ là người ở giữa thôi, cho nên là chỉ gọi là giúp những hoàn cảnh đó được các bác là biết đến, Mạnh Thường Quân là biết đến. Hãy thực hiện một cái phần chắt cửa này các bác này. Đấy là chú Toán là làm khá là lâu đấy các bác, nhưng mà thấy là làm lâu lâu là nếu mà gỡ ra này lại bị tuột thì lại phải làm lại thêm một lần nữa.
Ai ai biển này vẽ. Lại chắt cái phần này mà không chắt tỉ mỉ là khi mà bỏ xuống là nó còn không ăn đâu. Đây, phần trên cái cửa sổ của bác nhá, cửa sổ thì cho lực là không có lựa chọn là để trên ô thoáng nữa. Đây, có những cái nhà thì người ta sẽ để trên ô thoáng nhưng mà nhà này thì cho lực sẽ không có để, tại vì là cho lực nói với các bác trên vùng cao thì vào mùa đông rất là lạnh, cho nên là cho lực chỉ để ô thoáng là nhà vệ sinh với lại là cửa chính thì thôi. Thế còn kích thước của cửa sổ nữa các bác thì không biết ở nước ngoài thì cho lực vừa rồi trước cho lực có một cái thước được bà An Phạm là bà ấy gửi cho để đi bác xem là đo phân là cửa sổ này cho các bác là biết nếu mà để là nếu như mà kích thước ở bên nước ngoài thì cửa sổ thì nó sẽ rơi vào tầm độ là 30 và 2F6 đấy, cái chiều ngang của nó, còn cái chiều rộng của nó sẽ rộng hơn các bác, cái chiều dài của nó sẽ rộng hơn một chút. Này mà làm mà cảm thấy vừa nó không ăn là nó rơi xuống lại tiếp tục làm lại chú nhỉ. Cái phần ở trên này thì hầu như là gặp vào đội, nếu mà khó nhất là về cái phần chắt này chú nhỉ. Trên trần là cháu lực nhìn thấy là ở dưới trần đấy các bác, nếu mà người ta chắt đấy, chắt ở trên này ấy, chắt là không cẩn thận là xi được cũng không ăn, chắt từng tí một. Có bao giờ chú có bao giờ chắt chắt trần ở như này bao giờ chưa? Có chứ. Chú có chắt xong chắt được tầm một mảng nó rơi cả mét không? Lâu lâu chỗ nào nó dày quá nó không rơi. À. Có. Nhưng mà thường thường chắt trần này là người ta chắt một lần hay là chắt 2-3 lần chú? Chắt nó xem thôi. Nhiều người nó hay làm nhà nó đắp chiếu thì nó nhiều lần đấy. À. Lần đầu xong rồi lần đắp chiếu, lần thứ hai, lần thứ ba nó có làm 3 bước. Ừ. Nhưng mà nếu mà làm nhận được cái công trình nào như thế thì tiền công của nó chắc là không phải là ít nhỉ, nó cao hơn đấy nhỉ. Càng khó thì công trình càng khó thì nó công nó càng cao đấy, tỉ mỉ công nó càng cao quá. Những ngôi nhà á, người ta kể rất là nhiều những cái phào chỉ, người ta còn vẽ hoa, vẽ cỏ như này đấy thì tiền công của nó lại cực kỳ mà cao nữa. Vậy vừa rồi nhìn như kiểu là sắp mưa rồi, bây giờ lại tiếp tục là nắng, còn nắng rồi cô bác. Hôm nay chắc là mấy anh em thợ cũng đi vào hoàn thiện cái phần là mặt tiền rồi, ngày mai thì quay trở lại thì các bác nhìn thấy là một cái diện mạo mới ở trong ngôi nhà luôn. Ôi chỗ đấy anh, chỗ đấy tí mới kẻ anh. À. Thế là mình thoa mịn hết rồi, xong một tí mình cắt đúng không? Trên này thì tí nữa anh Phòng cũng sẽ để là một cái phào chỉ này các bác này. Người ta cũng hơi hay, có thợ thì gọi là cắt chỉ, có người thì gọi là phào chỉ. Đấy. Ô, nhưng mà vào trong này chắc là phải đắp thêm một lớp đấy chứ chú? Có chứ. Không ai nhìn thấy gạch rồi. Làm một lớp à. Ở trong này thì các chú lại lắp thêm một lớp mỏng mỏng ở trong này nữa các bác. Đấy. Đấy, hiện tại thì đâu đó là cũng còn khá là sớm mùa ba, thành ra là có thể là hôm nay cháu lực ở là sẽ không có gặp ông với lại là Mạnh nữa.
Đấy, lý do tại sao lại không gặp ấy thì vừa rồi Tuấn Đức cũng đã chia sẻ lên rồi. Đấy, xuống đây hôm nay là xuống đây để mà cập nhật cái tiến độ làm nhà của hai ông cháu cho các bác ở trên kênh là cũng biết. Có thể là cái công việc ngày hôm nay thì mấy anh em thợ sẽ đi vào và chắt hết cái phần mặt tiền. Chắt xong thì chắc là cũng mất đâu đó là tầm độ một ngày rồi. Một tí chiều thì cháu Lực lại tiếp tục là đi vào thêm những hoàn cảnh khác nữa. Hiện tại thì hoàn cảnh hai ông cháu thì cũng được các bác yêu quý là giúp đỡ một ngôi nhà rồi. Nếu như các bác thấy là các bác có cảm thấy là có tình cảm với lại hoàn cảnh nào, cũng như là các bác cảm thấy là hoàn cảnh nào cần được giúp ấy, thì các bác rất là mong là sẽ được sự đồng hành của các bác trên những chặng đường và những hoàn cảnh mới nữa. Chắc là hôm sau thì vào thì sẽ lại tiếp tục là bổ sung thêm là cái phần xi nữa các bác. Vừa rồi thì thấy là mấy anh em thợ nói thì xi thì cũng đã gần hết rồi, nhưng không biết là còn cả bao nhiêu bao nữa, không biết là còn là bao nhiêu tấn nữa. Và trước kia thì đào phần nền nó chỉ đến đây đâu các bác này, nhưng mà một thời gian sau thì cái nó bị xói mòn, nó không bị sạt xuống các bác nhé, nó không bị sạt xuống mà nó bị xói mòn thôi, mỗi ngày nó xói cho một tí. Đấy, hai ở đây thì mặc dù là ông không phải nhà đâu các bác, nhưng mà vẫn có hai là chú chó này là bảo vệ, một con trắng vậy, thêm một con trắng lai đen nữa bảo vệ phần xi này. Mấy hôm trước là nếu mình không có hai con đấy là cũng có thể là bị mất xi đấy. Hiện tại thì xi cho lực đếm là cũng còn 1, 2, 3, 4, 5 này, còn hơn nửa tấn nữa thôi. 1 tấn thì có 23 bao mà các bác. Xi nhà hai ông cháu thì ở đây là cho lực lựa chọn là xi mắc là 40 các bác nhé. Xi mắc 40 thì nó sẽ có cái viên đỏ này, với lại là trên kia nó có chứ là mắc 40. Mắc 40 thì nó sẽ tốt hơn, với lại là mắc 30 một chút, tốt hơn độ tầm là 10% gì đấy. Gạch thì gạch phần ốp nền hiện tại là đã hết rồi các bác ạ. Bây giờ chỗ này thì cái này là gạch trắng này thì còn là 1 hộp này, 2 hộp, 3 hộp, 4 hộp này, 5 này, 6 này, đâu đó là tầm độ 8 9 hộp nữa. Phần là gạch trắng này các bác nhé. Gạch trắng này thì là tôi được xé để ốp ở phần nhà vệ sinh với lại là nhà bếp. Trên này thì còn là máy hộp nữa. Cái này không biết là hộp này là chắc là hộp trắng hay là trắng thôi. Còn cái này là cái để mà cho được ốp ốp cái chỗ phần nhà bếp của bác ở gạch này. Như là có một tấm nào ngửa ra đây các bác. Đấy, gạch này. Ui giời. Đấy. Cái tấm gạch loại gạch này thì cháu lực xé ốp ở trong cái phần nhà bếp của bác nhé, phần tường. Ở đây thì gạch này là nó hiện tại là nó có thêm một cái lớp túi bóng này các bác nhé. Sau khi mà mình làm xong ấy, mình ốp nhà xong ấy, mình xé cái lớp túi bóng này đi thì nó sẽ không có bị bẩn cả. Cái gạch này là cháu lực là gồm có là 3 hộp. 1 này. 2 này. Thêm là đây một hộp nữa, không biết là hộp này có phải không. Hộp này không phải. Cái loại màu này thì gồm có là 3 hộp này. Một tí nữa cháu Lực sẽ nói là chi tiết sau là cái gạch nào ốp cái nào các bác nhá. 1, 2, 3. Còn là 3 hộp. Còn là những cái thời tiết thì hôm nay xuống thì cũng khá là dễ chịu. Mở lên xem từng hộp một là mới biết được là trắng hay này. Hộp này là có hộp trắng này. Đây còn thêm một hộp nữa các bác. Một hộp cái loại là để mà ốp cái tường bếp này. Được kiểm tra vừa ghi hình là vừa kiểm tra luôn. 1, 2 này.
nặng quá. Một hộp này đâu đó là ít nhất là rơi tầm độ là 3 đến 40 cân các bác ạ. 1, 2. Là cái phần gạch gạch này thì cháu được còn là 5 hộp các bác ạ. Gạch thì mấy em thợ bảo là còn là thiếu một chút nữa. Thiếu cái phần là gạch ốp chân tường này. À cái gạch ốp nền này. Chú Toán thì có vẻ là đang gặp cái phần này hơi phức tạp một tí nhỉ, đúng không nhỉ? Làm như kiểu là dây tơ nhện. Đây là phần nền nhà thì lựa chọn là ốp cái viền là viền màu trắng các bác ạ. Đấy, những cái xì như là được hai chị làm Nguyệt Thúy có bảo với cháu Lực này. Còn cái gạch vừa rồi cháu Lực nói cái gạch này các bác này. Cái gạch này thì sẽ để ốp ở cái phần chân tường với phần bên này. Còn cái phần màu trắng này thì sẽ để ốp là bàn bếp của bác nhé. Sau này nhà vệ sinh thì nó sẽ có là 2-3 loại gạch này các bác. Đây. Một là ốp nền này, đây cũng ốp tường này, và đây cũng ốp tường, nhưng mà cái này thì sẽ làm khác nữa. Nên hầu như là khi mà đi vào thực hiện ngôi nhà của hai ông cháu ấy, thì cũng được là hai chị Nguyễn Thúy là góp ý kiến cho cháu Lực rất là nhiều, và cùng với lại hai chị là tìm hiểu và tham khảo những rất là nhiều những cái mẫu nhà khác để mà đưa ra được quyết định là sẽ làm theo là cái mẫu nhà phía bên này. Và cái phần là nội thất thì cũng được là hai chị là Nguyệt Thúy là có chỉ dạy cho cháu Lực là làm cách nào để mà làm ngôi nhà nó bóng loáng hơn. Và có lẽ là cái video này thì cháu Lực cũng xin được là kết thúc ở đây thôi các bác ạ. Và rất là cảm ơn các bác đã theo dõi hết video, và một lần nữa thì xin được cảm ơn tất cả các mạnh thường quân trong thời gian đã đồng hành cùng với cháu Lực ở cái chặng đường thiện nguyện là vừa qua. Và hẹn gặp lại quý ông bà cô chú anh chị ở những sóng tiếp theo trên kênh Bản Em. Và xin chào các bác.